Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với gian bếp của Mận. Hôm nay là cuối tuần mà cứ cuối tuần là Mận rất hay làm bánh ngọt cho gia đình mình. Thì hôm nay Mận sẽ làm bánh muffin chuối. Cách làm bánh muffin chuối thì cũng rất đơn giản, cũng giống như làm những chiếc bánh ngọt thông thường. Sữa tươi thông thường của mình. Đó là Mận sẽ bắt chanh vào. Thì Mận dùng cái loại chanh vàng này. Và bắt khoảng 2-3 giọt chanh vào. Và Mận sẽ để sang một bên 5 phút. Thì bạn sẽ thấy cái sữa của mình nó thành váng, nó tạo thành sour milk. Rất là đơn giản. Trong thời gian chờ sữa của mình trở thành sour milk thì mình sẽ đi lọc bột. Thì hôm nay mình sẽ dùng một muỗng bột mì, thì cà phê 1/4 thìa cà phê, muối nở của mình là baking powder. Và mình sẽ cho 1/2 thì bột nở của mình gọi là baking soda. Sau khi chờ xong thì mình sẽ sàng bột như thế này để cho bột mì của mình và muối nở, bột nở nó sẽ trộn đều lại với nhau. Tiếp nữa là Mận sẽ đi dòng chuối. Thì Mận sẽ làm cho món bánh chuối của mình hôm nay là Mận sẽ dùng những trái chuối tiêu. Thì chuối tiêu là Mận nghĩ là anh em mình rất là dễ tìm và rất là sẵn có. Đặc biệt ở bên này Mận cũng rất là sẵn dễ tìm. Thì Mận sẽ dùng những trái chuối tiêu chín dừ, chín thật dừ. Mì chuối dừ thì nó có độ thơm của chuối. Mận dùng hai quả chuối tiêu chín dừ cho món muffin chuối của mình. Thì cách mà dầm chuối thì cũng bạn sẽ dùng một cái dĩa và bạn sẽ ấn chuối như thế này. Thì mình dầm chuối dầm càng nát càng tốt như thế này. Sẽ để sang một bên, cũng để sang một bên. Vậy chuối dầm thì đã xong. Với chuối chín dừ thì mình dầm rất là nhanh và rất là nhàn. Để cho món bánh chuối muffin của mình hôm nay thì mình không dùng bơ mà mình dùng dầu ăn. Và mình đã dùng dầu ăn thì bánh của mình cũng rất là ngon và xốp, mà đặc biệt lại giảm được độ béo. Mà mình thấy là dầu ăn thì còn rẻ hơn cả bơ, cho nên là mình dùng dầu ăn hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ dùng 1/3 muỗng dầu ăn. Tiếp theo là mình sẽ cho 1/3 muỗng đường vàng. Tùy theo cái độ ngọt của mình, cũng giống như mình nói là bánh ở nhà rất thích là cái là mình được giảm độ ngọt của mình. Và bạn cho độ ngọt. Thì đường và dầu ăn thì mình đã cho vào rồi, mình sẽ đánh đều. Và sau khi mình đánh đường với dầu ăn quẩy lại với nhau thì mình sẽ đập một quả trứng cho vào. Đập một quả trứng gà cho vào. Và sẽ cho một thìa nhỏ dung dịch vanilla vào. Nếu như các bạn yêu thích nướng bánh hay làm bánh ngọt thì nên có một cái lọ vanilla. Vanilla bởi vì vanilla nó có mùi rất thơm, làm cho nó tăng thêm cái hương vị của cái món bánh của mình. Thì mình sẽ cho một thìa cà phê, dầu, dung dịch vanilla và đánh thấy trứng vẫn rất quậy với đường như này và rất đẹp. Như này thì mình sẽ đi đổ cái bột mà mình vừa lọc. Bây giờ là mình sẽ đổ cái bột mà mình vừa sàng ra. Vừa sàng cho vào cái hỗn hợp trứng, đường và dầu ăn. Cái sữa mà mình cho mấy giọt chanh vào bây giờ nó thành cái sour milk hay là cái sữa chua một chút. Thì bây giờ mình sẽ cho cái sữa đó vào cái hỗn hợp bột mà mình vừa trộn. Tiếp nữa là mình sẽ cho cái chuối mình vừa dằm nát vào một cái bát bột trộn. Trong lúc trộn bột mình đã quên không cho muối thì bây giờ mình sẽ cho một chút muối vào, không có vấn đề gì cả. Muối nó sẽ đẩy độ ngọt của bánh đi. Bạn sẽ cho một chút muối vào và quên một cái nữa đó là mình đã quên cho cái bột quế này vào, bởi vì cho mình rất thích ăn cái hương vị quế này cho cái món bánh muffin chuối của mình. Nếu như các bạn không thích cho bột quế hay là không có bột quế thì không nhất thiết là phải cho bột quế vào, nhưng mà chồng mình thích là mình sẽ cho thêm một thìa nhỏ bột quế vào. Thì công đoạn trộn bột cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra cái muffin tin, là cái dùng để cái khay để dùng để nướng bánh muffin. Thì mình còn cái loại silicone này rồi thì mình sẽ cho trực tiếp vào đây. Còn nếu như mình không có cái loại silicone này thì mình có loại dùng cái túi muffin bình thường, cái khay muffin bình thường bằng giấy chuyên dùng để nướng bánh. Mình sẽ dùng loại này. Mình sẽ múc từng thìa một. Thì mình sẽ đổ 2/3 của cái muffin tin này, cái khay muffin này, để khi mà mình nướng bánh thì bánh nó sẽ nở ra, nó sẽ nở và cao lên và cho mình sẽ không bị tràn ra ngoài. Bây giờ là công đoạn là mình sẽ đi nướng bánh muffin. Thì nướng bánh muffin chuối cũng rất là nhanh. Thì mình sẽ bật lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C và nướng trong khoảng thời gian từ 18 đến 20 phút tùy theo cái nhiệt độ lò nướng của mình. Thì bạn sẽ kiểm tra bánh, mình cho bánh ra và kiểm tra bánh thì thấy bánh của mình dùng cái xiên thịt bằng gỗ như này và bạn xiên vào bánh và nhấc bánh và bạn nhấc cái xiên thịt nó ra và bạn nhấc không thấy bột bánh dính vào cái xiên thịt, có nghĩa là cái bánh của mình đã chín rồi. Mà đã nướng xong món bánh muffin chuối của mình rất là đơn giản, thì thời gian nướng bánh thì từ 18 đến 20 phút là nhiệt
nhiệt độ là 180 độ C của mình. Thì tùy theo cái nhiệt độ lò nướng của mình để bạn nướng bánh và kiểm tra bánh. Thì cho hai quả chuối của mình và một muỗng bột mì của mình, bạn làm được 10 chiếc bánh muffin nhỏ nhỏ cỡ bình thường như thế này. Và cách muffin và cupcake thì khác nhau điểm gì? Cupcake thì mình sau khi mình nướng bánh xong thì mình sẽ phải làm thêm một cái trang trí lên trên nữa thì gọi là cupcake hay gọi là topping. Còn muffin mà sau khi nướng bánh xong thì là xong cái món muffin của mình. Như vậy là bạn đã làm xong món muffin chuối của mình. Thì sau video lần này thì bạn chúc quý vị và các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần tới.